Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại trên kênh Mẹo Vặt Cuộc Sống của mình. Hôm nay mình chia sẻ cách trồng hoa lan theo một phương pháp mới, giúp những cây hoa lan đang rất yếu sẽ phát triển rất nhanh. Những chiếc lá cứng cáp, khỏe mạnh, rễ phát triển rất nhanh. Các bạn cần chuẩn bị sẵn 2 tép tỏi, 600 ml nước. Mình sẽ đậy kín lại và để trong một ngày. Với những cây hoa lan bị nấm bệnh và những chiếc rễ bị hư, những cây hoa lan này có sức đề kháng rất kém, nên chúng ta cần phải loại bỏ những chất trồng cũ ra khỏi cây. Như các bạn đã thấy, những chiếc rễ đã bị hư rất nhiều. Đây là một trong những nguyên nhân làm cho cây không phát triển được. Sau đó các bạn hãy rửa cho thật sạch. Sau đó các bạn hãy lọc lấy nước. Mình sẽ phun khử khuẩn toàn cây. Tỏi rất tốt sẽ giúp cho cây nhanh ra rễ. Các bạn cho nước tỏi vào đây và ngâm trong 30 phút. Cách làm này sẽ giúp cho bộ rễ luôn được bảo vệ khỏi vi khuẩn và nấm, hạn chế thối nhũng rất hiệu quả.
Các bạn hãy sử dụng những chai nhựa 5 lít để chúng ta làm chậu. Các bạn hãy sử dụng những viên gạch rất tốt để chúng ta trồng những cây hoa phong lan. Sau đó các bạn sẽ đặt cây vào chậu. Mình có thể cho những chiếc rễ này vào đây. Sau đó các bạn hãy cho nước vào đây. Hãy đặt cây ở những nơi khô ráo và thoáng mát. Chúng ta thường xuyên kiểm tra để cắt bỏ những rễ bị hư và thay nước mới cho cây. Với cách làm này, gạch sẽ hút ẩm và những chiếc rễ hút nước lên, giúp cho cây luôn được khỏe mạnh và mau ra được những chiếc rễ mới. 2 ngày một lần, các bạn phun sương lên lá để chúng ta hỗ trợ giữ ẩm cho cây. Và với cách làm đơn giản này, sau 1 tháng thì cây đã phát triển rất tốt. Những chiếc rễ phát triển rất nhanh và khỏe mạnh. Phong lan là loài cây rất dễ thích nghi với môi trường. Các bạn cũng có thể lấy cây ra và trồng vào chậu. Hoặc các bạn cũng có thể trồng trong môi trường như thế này. Những chiếc lá luôn xanh, cứng cáp và rất khỏe mạnh. Chúng ta nên thường xuyên phun sương để giúp cho những chiếc lá được giữ ẩm tốt hơn. Hy vọng với cách trồng đơn giản này để các bạn có thể phục hồi những cây hoa phong lan yếu ớt luôn được xanh tốt và sẽ có được những chiếc rễ khỏe mạnh hơn. Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn thành công.